Chào cả nhà ha. Hôm nay là Vi sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cách canh bơ và sẽ test chất ba siêu phẩm bơ mà ngon hiện nay ha các bạn ha. Ba loại bơ này cực kỳ ngon nha cả nhà nha. Đầu tiên thì quá quen thuộc đó là bơ Cuba ha cả nhà ha. Đây là trái bơ Cuba. Đó, hình dáng nó như thế này, tròn và nó là đã chín. Đây, tất cả ba loại bơ của Vi giới thiệu với các bạn đều đã chín nha cả nhà nha. Ba loại bơ mà Vi giới thiệu cho các bạn đều đã chín. Đó, đây là bơ Cuba. Đây là bơ Cuba. Đây là bơ Hồng Ngọc. Và đây là bơ sáp cổ miền Đông, hay cái tên thường gọi ở thị trường bây giờ là bơ ông Hoàng nha cả nhà ha. Đây là bơ sáp cổ miền Đông các bạn nha. Rồi, đây ba loại bơ này bây giờ Vi sẽ test chất cũng giống như là Vi sẽ nói từng từng cái chất bơ cho mọi người nha. Đầu tiên thì cái bơ Cuba và cái bơ Hồng Ngọc thì hiện nay là shop có ha các bạn ha. Còn cái bơ mà sáp cổ miền Đông thì hiện hết mùa, tầm gần đến Noel á là sẽ có một đợt nữa để cả nhà thưởng thức. Nên là bây giờ thì Vi có bơ Hồng Ngọc và bơ Cuba ha cả nhà nha. Đây là hai cái trái mà cắt vườn xuống, các bạn thấy bơ bên Vi cực kỳ tươi mới và tuyển chọn từng trái một luôn nha cả nhà nha. Bao ăn bao chín cho cả nhà luôn, nên là chất lượng bơ thì các bạn phải yên tâm ha. Vi đảm bảo bơ ngon cho cả nhà luôn nha. Chế nào mà thích ăn bơ ngon thì các chế cứ theo dõi bay ăn như với food dùm Vi nha. Đây là bơ Hồng Ngọc nè các bạn. Đó, thì cái bơ này là cực kỳ lâu chín, từ ngày mà cắt đến cái ngày mà chín thì là phải tầm tùy theo độ già và cũng giống như là nhiệt độ của mỗi nhà chúng ta thì sẽ là từ 5 đến 9, có khi có trái đến 10 ngày nó mới chịu chín ha cả nhà nha. Thì ở đây hôm nay Vi có một cái trái nó vừa chín tới ha cả nhà nha. Vừa chín tới, thật ra cái trái này khoảng ngày mai hoặc ngày mốt thì mới ăn ngon được, nó mới mềm. Còn bây giờ cái thời điểm này nó cũng còn hơi ấy, nó bắt đầu chín rồi cả nhà ha. Thì khi mà nó chín các bạn sẽ nhìn cái màu da của cái bơ. Đây, cái bơ này chưa chín, cái màu nó xanh đậm. Khi mà nó chín thì nó sẽ ngã sang cái màu vàng nè các bạn ha. Ngã vàng một tí, nó nổ vỏ trắng lên nha các chế nha. Nó nổ vỏ trắng lên đây nha cả nhà nha. Và cái da nó xấu đi nữa. Thì cái này tầm một ngày, hai ngày nữa cắt nó sẽ là ngon hơn nữa ha các bạn ha. Nên là hôm nay sẵn test chất thì Vi test cho các bạn xem luôn. Còn đối với cái bơ Cuba này đó thì cực kỳ dễ chín. Ví dụ chúng ta biếu tặng hay gì, thường á, là mọi người ngại cái việc mà canh bơ chín lắm. Và nhiều bạn thì cũng không có biết, nhiều khi mình bận quá, bận trái bơ mà để lâu quá hư hoặc là ăn không kịp thì nó lại bị hư nữa ha các bạn ha. Nên là cái bơ này thì rất là thuận tiện nè các bạn, nó dễ nhận biến chín, tầm 2-3 ngày là mình chịu khó mình xem cái trái bơ vừa tím như vậy thôi là chúng ta đã có thể ăn được rồi ha các bạn ha. Rất là ngon và siêu dày cơm. Đó, còn cái bơ này cũng vậy, cái bơ sáp cổ miền Đông cũng vậy ha cả nhà nha, được chín tím thì dễ nhận biết lắm luôn. Rồi bây giờ Vi bắt đầu test chất cái bơ ba cái loại siêu phẩm này cho các chế xem. Đó là đầu tiên, đó là bơ thôi đầu tiên thì mình vẫn là cái bơ cũ, là cái bơ Cuba bữa giờ bán rất là nhiều cho các bạn nha. Đó, đặc điểm của nó là siêu dày cơm, ưu điểm của nó là siêu dày cơm nha các bạn nha. Ưu điểm của nó là siêu dày cơm, sáp béo. Đó, siêu dày cơm, đây các chế ha, siêu dày cơm, sáp béo, có vị ngọt ha các bạn ha, có vị ngọt, các bé sẽ rất là dễ ăn đối với cái bơ này. Đó, siêu dày cơm, sáp béo nha cả nhà nha. Đây, đó, cái trái càng to thì nó sẽ càng dày cơm hơn cả nhà nha. Còn cái trái này của Vi là tầm 5 lạng mấy, 6 lạng. Đây nha cả nhà nha. Đó, rất là dễ canh chín và dễ ăn đối với cái bơ này. Cho bé ăn là tuyệt vời, tại vì nó sáp vừa, nó không quá dẻo để mà các bé sẽ không có bị nghẹn nha cả nhà ha. Đó, thì chúng ta chọn cái bơ Cuba này dùng Vi cho các bé ăn, đó là sự lựa chọn tuyệt vời. Đó, cho các bé ăn dặm, đó là bơ Cuba ha cả nhà ha. Bơ Cuba thì nó sáp vừa, các bạn ăn cái thời điểm vừa chín tới như thế này thì nó sẽ rất là ngon.
Nhưng mà mỗi loại bơ đều có ưu khuyết điểm. Thì cái khuyết điểm của cái bơ Cuba này là gì? Nếu như các bạn để nó quá chín thì nó sẽ, thế thì bạn nào thích ăn mềm béo thì các bạn sẽ để nó chín hơn. Ừ, còn bạn nào mà mình thích ăn dẻo thì chúng ta nên ăn ngay từ khi nó vừa chín tới thì nó sẽ ngon. Còn các bạn để mà nó chín quá thì nó sẽ mất đi cái độ sáp dẻo của trái bơ thôi cả nhà nha. Và cái bơ chín thường mà các bạn di chuyển hoặc các bạn để nó sẽ dễ bị giặt bên trong nữa. Nên là đối với cái bơ Cuba mình ăn thời điểm vừa chín tới thì Vi ha sẽ rất là tuyệt vời luôn. Rồi, Vi sẽ tiếp tục qua loại bơ. Qua loại bơ này ha cả nhà ha, đó là bơ hồng ngọc. Cái ruột ở bên trong hay là còn gọi là bơ ruột đỏ đó các bạn ha. Đó thì nó cũng khá dày cơm. Và cái này là sáp dẻo và dẻo nghẹn họng nha cả nhà nha. Sáp dẻo và dẻo nghẹn họng. Sáp dẻo và dẻo nghẹn họng. Đây, các bạn biết tại sao không? Biết tại sao mà trời hay các bạn thấy cái trái bơ của Vi nó già, nó mọc rễ ra luôn nè. Trái bơ này Vi sẽ để ươm. Vi sẽ để dành để ươm. Đây, già mà tới mọc rễ luôn. Đó. Thì các bạn biết cái độ ngon của nó như thế nào. Đây, cái hộp này là Vi có thể trồng nè. Đó, có thể trồng cho các bạn ươm lên nè. Đó, có ai thích cái hộp thì nhớ nói mua bơ Vi sẽ tặng thêm nha. Đây, Vi sẽ cho các bạn xem. Đó, tại sao mà mình gọi nó là hồng ngọc? Nó đỏ và nó lên cam như thế này. Và nó dẻo dính răng nha cả nhà nha. Nó dẻo dính răng luôn. Đó, cái thời điểm mà Vi cắt bơ này thì nó là dẻo dính răng luôn nha các bạn nha. Nó không có dày cơm như là bơ Cuba ha các bạn ha. Nhưng mà cái chất của nó là lên cam và nó dẻo cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy nó dẻo. Cái này, cái hộp, cái vỏ lụa, cái hộp nó dính luôn nè. Vi tách ra. Nó cực kỳ dẻo và các bạn thấy, nhìn thấy giùm Vi ha, cái màu nó lên cam rất là đẹp. Đó. Và bơ chín thì chúng ta sẽ rất là dễ lột vỏ như cả nhà nha. Rất là dễ lột vỏ. Và cái này nó dẻo đặc luôn nha các bạn nha. Nó dẻo đặc luôn, cực kỳ là dẻo đặc. Đây nha cả nhà nha. Đó, nó sáp dẻo mà sáp dẻo đặc, ăn là nghẹn họng. Cái bơ này thì Vi khuyến cáo là chúng ta, bạn nào thích ăn dẻo, thiệt là dẻo thì chúng ta hãy mua cái bơ này nha. Và nhưng mà cái nó có ưu khuyết điểm là cái khuyết điểm duy nhất của nó là lâu chín. Cái khuyết điểm duy nhất của nó là lâu chín. Nhưng mà nó sáp dẻo tuyệt vời. Và các bé thì đừng có nên ăn cái bơ này. Tại vì các bé nào mà ăn dặm thì mình ăn cái bơ Cuba này giùm Vi. Còn đối với chúng ta, bạn nào mà thích ăn bơ mà chỉ cái việc cắt như thế này thôi. Chỉ việc cắt như vậy thôi. Bạn thấy dẻo dính răng. Cái dính lên cái dao của Vi luôn. Cực kỳ ngon nha. Đó, cực kỳ ngon. Dẻo quẹo. Dẻo mà tôi bị nghẹn ở trong họng luôn nè. Rất là ngon. Rất là ngon đối với bạn nào mà thích ăn bơ dẻo. Cái màu các bạn thấy, cái màu nó vàng nhưng mà nó lên cam thôi các bạn ha. Đó, hay còn gọi là bơ ruột đỏ. Rất là ngon. Rồi, tiếp theo sẽ là một siêu phẩm. Cái trái này được dự đoán là cái trái này là bơ đực của cái bơ sáp cổ miền Đông ha, hay là cái tên thường gọi của thị trường bây giờ, thường là người ta gọi bơ ông hoàng. Nhiều khi Vi nói sáp cổ miền Đông người ta không biết, ta nói bơ ông hoàng đó. Nhưng mà nó là một đó các bạn ha, hay còn gọi là bơ bà viễn, bơ ông hoàng, bơ sáp cổ miền Đông đó. Bây giờ thị trường ba cái tên gọi đó đều là cái loại bơ này nha cả nhà nha. Đây, và bây giờ Vi sẽ test chất cái bơ này cho các bạn nha. Hay còn gọi một cái tên nữa hình như là nếp Đài Loan á. Bốn cái tên một loại bơ mà bốn cái tên nha cả nhà nha. Rồi bây giờ Vi sẽ test cái bơ này. Bơ này thì rất là tuyệt vời rồi. Chín tím dễ nhận biết. Vi thấy nó rất là ưu điểm luôn. Rất là ưu điểm. Và nó cũng nhanh chín. Chín đều nha cả nhà nha. Trời, trái này cái hộp nhỏ xíu thôi các bạn ơi. Cái trái này rất là hiếm luôn nha cả nhà nha. Đó. Trời ơi, tuyệt vời lắm. Các bạn thấy cái hộp nhỏ xíu. Đó, sáp, béo. Rồi, rất là ngon luôn ha. Nó có độ dẻo, sáp, béo và rất là ngon. Trái này là trái cuối cùng của mùa vụ này ha các bạn ha. Trái cuối cùng của mùa vụ này. Rất là ngon. Và dễ nhận biết chín. Nó cũng dày cơm ha cả nhà nha. Dày cơm.
sáp, béo, dẻo. Nhưng mà cái độ dẻo này thì sẽ không bằng cái độ dẻo của bơ hồng ngọc. Tại vì thấy bơ hồng ngọc nó dẻo hơn. Bơ hồng ngọc là sẽ dẻo nghẹn luôn các bạn ơi. Còn cái bơ này nó dẻo nhưng mà nó cũng dẻo vừa phải. Dẻo rất là dễ chịu ha. Bơ này thì nó dẻo rất là dễ chịu. Bơ này dẻo rất là dễ chịu ha cả nhà ha. Rất là ngon. Thì bạn nào mà thích cái bơ này thì tầm mà phải hẹn các bạn thôi. Bữa giờ Vi bán cái này cũng rất là nhiều nhưng mà phải hẹn các bạn thôi. Vì cái bơ này là hết rồi. Đây là trái cuối cùng của mùa vụ này. Mà nó béo. Cái vị của nó rất là béo ngon nha. Nhưng mà so với cái độ dẻo thì là bơ hồng ngọc là dẻo hơn. Dẻo nhất trong đây các bạn ha. Trong ba loại bơ là bơ hồng ngọc là dẻo nhất. Nhưng mà hồng ngọc thì nó sẽ không dày cơm. Cơm nó vừa thôi các bạn. Cơm nó vừa thôi. Cơm nó vừa nhưng mà nó rất là ngon nha. Mình cắt miếng ăn sẽ rất là ngon luôn. Rồi, chén nào thích loại bơ nào thì các chế hãy inbox cho Vi nha. Chén nào thích bơ ngon, thích thưởng thức tất cả các loại bơ ngon thì các chế nhớ follow Like Bay An Nhiên Fast Food nha cả nhà nha. Hoặc là kênh YouTube của An Nhiên Fast Food. Rồi, Vi chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà thưởng thức những trái bơ ngon nhất cùng An Nhiên Fast Food nha cả nhà nha. Toàn là những siêu phẩm thôi. Rồi, Vi cảm ơn cả nhà rất nhiều.